Có quần bịch à? Thôi không thôi. Có giống. Bữa nay tính đi đâu, hai vợ chồng một người bận áo hồng cách sen, người bận áo vàng miner vậy? Đi Sài Gòn hay vậy? Hả? Đi Sài Gòn hay vậy? Tính đi Sài Gòn hay vậy cô giống? Mệnh vậy, giỡn vậy? Công nhận nhìn răng của chú Minh trắng ghê tờ. Chắc sao? Sắc chói luôn tờ luôn. Trời ơi. Rồi uống hai ly nước nè, ai là người trả tiền? Hả? Hả cô Dung? Cô trả hay là chú Minh trả? Anh Minh trả hay anh Minh? Hả? Hay là uống thiếu bà Tám? Cự bởi tờ. Cự bởi tờ. Im tờ. Rồi chú Minh kêu bà Tám tính tiền đây chứ. Tám ơi, tính tiền chú Minh đưa bà Tám ơi. Ờ bao hết luôn. Không, cô Dung có tiền nhiều lắm. Cô Dung nguyên một cặp luôn. Trời. 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 Ổng thấy bữa nay ổng ăn đồ đẹp mà. Cứ có quần mày kìa. Ta cầm gom. Chú ở viên chiến đi. Rồi ổng đi cô khóc không? Khóc không? Không. Thiệt không? Thiệt cái bộ. Thiệt cha. Chú Minh đi theo con chú Minh ơi. Đi theo con. Đi đi. À, đi phải không? Đi chú Minh. Bận bộ đồ đó thôi, con chở đi ra ngoài chợ sắm đồ thêm vài bộ. Không để cô Dung nói dữ vậy. Sao cô Dung nói gì nó lại cái nữa cô Dung? Biến cái đùi gà luôn. Biến cái đùi gà luôn. Ăn hết chân luôn. Sao chú Minh này kỳ quá, sao ăn hết cái đùi gà của cô Dung rồi? Đùi gà mấy ký? Đùi gà. Cái đùi gà bao lớn. Bằng cái đùi gà mà y gà mà cậu bộ đầu tôi luôn. Ôi kìa, cái đùi gà hết luôn rồi. Ăn mình một gì luôn á. Ăn mình một luôn. Làm để ăn hết trơn luôn. Còn cá thì chưa đợi cho nhỏ. Mà sao mà chú Minh này kỳ với cô Dung quá. Cá thì chưa đợi cho nhỏ này. Cái đùi gà màu gì? Bà thì lại với bác. Mà cái đùi gà màu gì? Không biết luôn hả? Buổi sau nữa mày ăn đấy ha. Là sao? Tao bu chạy xíu sâu. Mà từ cái chuyện tính đi Sài Gòn tới đâu rồi? Hả cô Dung? Đi Sài Gòn. Anh biết cậu quốc luôn. Trời ơi, biết hoài, bữa hổm mới nói ngày mốt mà bữa nay mấy ngày rồi mà chưa thấy đi nữa tợ. Tới chừng nào mới đi? Hả? Đi bỏ bà Tám, ai bán nước cho tôi uống. Trời ơi, tự nhiên. Cô mà đi bỏ bà Tám thì bà Tám bán nước cho người khác, bán nước uống cho người khác. Đâu có cần mà cô đâu. Cứu một ngày mấy ly. Bỏ Tám đi rồi ai ăn đúng cái nặng đằng đó. Trời ơi, thì người ta không có chợ thì mợ vắng đông à. Không có mợ thì chợ vắng đông à. Dám không? Có người khác. Cô nãy mà mợ tôi nói là sao? Ăn đúng cái chị là dám rồi. Rồi, mà tới đi ăn đám cưới tính hát mấy bài. Hỏi bà Tám kìa. Mà tụi ơi, cô hát mà cô hỏi bà Tám biết hát đâu. Hả? Bấm cái cổng vô, mang cái đồ chích vô. Gì? 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 mang đôi dép mà nó gắt ra siêu đít. Không dám đâu. Chứ vậy hỏi cái đám kìa. Chứ mua bây giờ bằng cái cổng mang đôi dép Lào. Không dám mang đôi dép vào đâu. Chứ mang cái gì? Cái đôi vừa tiếp tới tôi bây giờ trong bao còn nguyên hiện à. Cái gì dép tiếp rồi sao tự nhớ đôi tiếp mà bữa cũng kỳ cỡ bà chiến không. À. Cái đôi dép mà cô đi là kêu tít tít đó hả? Sao mà cô Dung cái đầm mà không mặc mà đi mặc cái củng là sao cô Dung? Đầm giống bà Tám vậy. Cái đừng kéo à, giống bà Tám là chơi xì tai giống như cô Tám bán nước vậy ha. Bút cái đầm hen. Cô tiền kéo cho con người nè. Rồi kéo xe lưng ha. Rồi có anh tiền ăn trước không? Hả? Không. Tưởng đâu có em tiền trước kéo lại người ta luôn. Cô Dung nói có cái đầm này kia mặc cái đầm này sao chú Minh tự gì miễn chi hoài chú Minh. tối bận đầm hay là bận quần cục ngủ cô Dung? Trời ơi, nhỏ
Tự nhiên hỏi câu đó cái cô Dung nhìn hồi, chú Minh liền. Hồi nhỏ hả? Bận đầm không? Ủa, bận đầm hả? Đầm già đúng không? Đầm mấy màu? Ba màu. Ba màu, màu gì, màu gì? Màu kem cũng có nè. À. Màu màu gì nữa? Sen cũng có nè. Màu gì? Màu sen, màu hồng cánh sen. Rồi, rồi màu thứ ba màu gì? Màu hồng này cũng có luôn. Màu hồng này cũng có luôn. Cấp đó là mẹ tôi bỏ bán thêm vàng. À. Anh thôi. Ủa? Ủa mẹ tôi nói là sao bằng bằng mà đầm gì đến cưới ai cả đất. Trời. Rồi rồi ngày đầu tiên lúc đó là chú Minh gặp cô, là chú Minh bận nguyên bộ đồ quét thắt cái cờ lô quệt chứ sao ông không leo bằng quỳ xà lõn không đi cô cô cấp ta còn đẹp gái người ta có nghệ trên Nam Giang cậu ông thật vợ trên Nam Giang trên Nam Giang tên gì cạnh nhà cái anh mà cái đoàn theo đâu là trên Nam Giang chính à. Anh Dũng ờ à, anh Dũng không anh Dũng rồi anh gì nữa có tên gì chứ còn cái anh Phong lúc đó chở cô đi xe du lịch lên trên núi mà rớt xuống thay khiến chú Hậu hết 500 đô anh đó rồi tôi ta có vợ rồi trời có vợ cô làm sao mà người ta bỏ cô người ta chạy người ta đi có vợ khác luôn vậy chỉ có anh cái thứ mà uống rượu quá hả tôi không ưa không ưa sao ưa chú Minh không ưa sao chú Minh tại thằng quỷ này thấy người ta đeo đeo phèn ngọng bóng ta bận cái cổng cái cu người ta ghê ừ cô Dung cô Dung ý là lần đầu tiên ổng gặp cô ổng kêu em ăn cà lem không ha rồi mua cà lem ổng đãi cô yêu uống luôn hay sao cà lem gì vô vô có quán của cũng mại tôi ờ uống vậy hai người uống vậy ông nội thì uống cà phê à còn tôi thì uống chai gì chai nước vàng tàu chai nước vàng để sức khỏe không không dám đâu chất dạng gì mà ông nội này uống cho đã đó ông nội này thuốc con ta tiền ta chưa thối là 360 ngàn tàu giống theo ông nói gì không ông có hát không ông nói sao đâu có hát gì đâu không, em ơi thương anh không trời ơi chú Minh bây giờ nói lặng lặng cái chú Minh rồi ổng có mua bông tặng qua cầu hôn gì cô Dung không nè không có luôn hả đầu tiên ông tặng cho cô Dung cái gì mà cô Dung phái mà cô Dung về thương với chú Minh luôn nè tặng bông hay tặng hoa tôi có tặng hoa gì đâu tôi có tặng kim cương nhẫn dây chuyền gì không không luôn ông tặng cây hai đúng không hả cô Dung cây hai là cũng vậy nữa nè nói sao cô Dung nói sao rồi vậy là ông chán cha tranh ông thèm bử rồi nhớ rồi xin thuốc anh Minh cho bài ghẻ của tôi ra đâu rồi Minh tôi không biết rồi tôi đồng minh rồi sao rồi rồi vậy cái này là ổng chơi trái chanh rồi đó cô Dung ơi ổng đòi kiếm trái bự rồi đó bự năm coi vào này nhiêu ký chú Minh bằng cái này không nè cái này không đồng hai bằng cái thùng đựng nước này nè trời ơi cô Dung à người ta mà bự quy lớn thì sao đi nổi rồi sao cô Dung nay đi qua đi xin cá hả trời ơi chúng mình nhìn quá thèm luôn trời cái đó là con gì chú mày gà hả chào cả nhà hôm nay cô Dung với chú Minh qua cái chị chủ hầm cá chê đó rồi xin cá cho cô Dung trời cái chê đâu mà bự mà cô xin à, không xin thầu ăn gà luôn trời ơi ôi thấy gà nướng thấy anh nướng gà cái ở đó luôn rồi chắc tối nay nhậu luôn hả về cô Dung ờ đó nhậu chú Minh làm gì mà như với ánh mắt là thèm thuồng hả chú Minh nhìn con gà mà chảy nước miếng vậy chú Minh đó chú Minh không hỏi thiệt sao? Hai con hỏi thiệt là chú Minh thèm gà nướng không quốc sĩ ông đó hả? Thèm gà nướng không thèm không gà nướng thèm không gà
đó không đủ ổng ăn nữa. Quay, chạy lộn hoài chị thấy không? Không. Không, có khi vui vẻ lắm, có khi cãi. Có khi vui, có khi cãi, có khi bắt chí cho nhau nữa đó. Ở đây thấy có mấy chị, mấy cô đây quan tâm hai chồng thấy cũng mừng. Rồi chúng anh, con gà này theo chú nướng làm mấy tiếng hồ chín chúng mình hay mấy cây số? Đi đâu à? Ê, ở đây đi đâu ạ? À? Biểu khoai vô đây nói nghe nè. Chị kêu gà cô Dung. Vô đây hồi cho cá chả nè, hú qua nè đây. Ồ, kìa, cho cá chả hú qua kìa. Ôi bữa nay nấu canh cá chả hôm qua nè, ăn không? Chúng mình nghe cho cá chả mặt sáng hết. kêu con Dung đảo giờ. Bữa đó chị ủa? Đem lên nấu cho. Con nhớ qua kia cho cá lóc bành kia nấu con chua chắc làm trong vòng nốt nhạc quá. Bà Tám mới cho cá chơi đông ký mấy 2 kg rồi mới quất ngày một hết luôn. Trời ơi trời. Bây giờ mà giờ hỏi còn thèm cá chơi vẫn còn thèm. Mà, cá lóc không biết ăn. Chúng mình làm gì chảy nước miếng ngoài chúng mình. Cửa miệng ơi. Cửa miệng ơi. Cửa miệng là tép. Chiều nay qua nhậu với Dũng Tám với Trường Vũ hay sao? Sao chúng mình? Đồ chúng mình lại không chúng mình? Đồ chúng mình nhậu lại không? Sao mình nhậu là ôm Tám với Vũ này không? Không lợi hả? Thấy chú Quốc đâu hai chai mà không lợi hả? Ăn đồ chiên không? Ăn đồ chiên không? Không ăn. Chị ơi, có thấy chúng mình là làm cái món mà cá chơi nấu cà ri chưa? Ở cá gô nấu cà ri. Độc quyền. Độc quyền luôn. Còn anh quay gà này là mấy tiếng chín cho chúng mình là quay là tới 2 cây số mới chín hả chúng mình? Còn chúng mình quay bao lâu chín chúng mình? Hả? Chúng mình theo chúng mình quay bao lâu nó mới chín? Hả? Sao mà bữa hổm chú luộc gà chú nói luộc 2 cây số? Chú biết quay gà không chú Minh? Lòng bò đâu xuống ngầu quay coi. Thôi xuống ngầu quay. Xuống ngầu quay Vũ qua một bên cho. À, thôi tôi biết quay. Quay đi cho YouTube tôi quay lên. Chị nghĩ đi. Nguyên một bộ lòng bò mà em đem vô là ổng xử trong vòng một ngày một đó. Một ngày một. Ngày một đó. Ổng có màu ngon. Ngày chứ không có ngày thứ hai. Có lòng bò không màu đâu trời. Lòng bò không màu chú Vũ qua. Ờ. Mà chú Minh làm ai chứ? chúng mình làm mà có quan trọng mà có ai ăn không các bạn. Đâu có đồng bò ngồi nghe không? Ừ. Dạ. Mời mời cốt nha. Mời anh Hai Vũ nha. Anh Hai Trường Vũ đó. Thôi về chúng mình ơi. Về chúng mình ơi. Họ chảy nước miếng nữa chúng mình. Dạ. Ngồi hồng mất công ướt áo chúng. Nhìn mà kìa. Kìa. Dạ giờ bánh tâm sự em yêu thôi. Ờ. Bữa nay giờ bánh hung gì kêu em yêu ca tương ca tổ nha bạn. Chú Minh hát một bài tặng cho anh Vũ coi, bài ông Bảy gì đó, hát hay lắm trời.